Sáng 17 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo Tổng thống Joe Biden sẽ đến Israel vào ngày 18 tháng 10 sau khi có tin Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin chỉ định lực lượng chọn lọc lên đường thực hiện sứ mệnh hỗ trợ Israel. Ngoại trưởng Blinken cho biết Tổng thống Mỹ sẽ có chuyến thăm nhằm bày tỏ sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel, cũng như khẳng định cam kết không lay chuyển của Washington đối với an ninh nước này. Ông Blinken đã đưa ra thông báo trên theo sau các cuộc đối thoại xuyên đêm ở Tel Aviv với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, theo AFP. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Blinken xác nhận Israel và Mỹ đã nhất trí kế hoạch viện trợ cho dải Gaza hiện nằm trong vòng vây phong tỏa của quân đội Israel. Trong khi đó, có tin Lầu Năm Góc đã chọn ra khoảng 2.000 binh sĩ chuẩn bị đến Trung Đông hỗ trợ Israel về cố vấn và y tế, theo Wall Street Journal, là tờ báo đầu tiên đưa tin hôm 17 tháng 10. Lực lượng đến Israel sẽ từ các đơn vị hiện đóng quân ở Trung Đông và châu Âu. Tuy nhiên, giới chức Lầu Năm Góc vẫn chưa cho biết đơn vị nào được chọn và vị trí tập kết khi đến Israel. The Wall Street Journal lưu ý nhóm quân này sẽ không đảm nhiệm vai trò chiến đấu và không có đơn vị bộ binh nào đến nay nhận được mệnh lệnh chuẩn bị trong đợt này. Sau đó, Fox News cũng đưa tin Bộ trưởng Austin đã phát lệnh sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ cho những thành viên được chọn của các lực lượng Mỹ. Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh từ chối xác nhận các thông tin trên. Mỹ liên tiếp bày tỏ sự ủng hộ đối với Israel kể từ khi lực lượng Hamas giáng đòn tấn công vào lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10, dẫn đến sự trả đũa quân sự của quân đội chính quyền Tel Aviv. Bên cạnh việc triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai đến phía đông Địa Trung Hải, Lầu Năm Góc cũng gửi đạn dược và tên lửa cho hệ thống phòng không vòm thép của Israel và đưa phi đội tiêm kích cường kích đến khu vực. Quyết định của Mỹ chuẩn bị đưa lực lượng đã thể hiện một tầng ủng hộ mới cho quân đội Israel, dù Lầu Năm Góc khẳng định vẫn chưa có ý định cho quân tham chiến. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.